Rồi, xin chào quý vị anh chị cô bác nha. Đó thì hôm nay cái ngày 6 tháng 5 anh chị. Đó, 31 nè anh chị, 31505 để mình để anh chị nha. Đó. 505 anh chị, 505 này, ngày 6 là 2024 nè. Tháng 5 này Thú Yên nè, 505 một tà nha anh chị, một tà nè. Đó, một tà. Rồi, hai tà. Ba tà. Bốn tà. Nam tà anh chị Phú Yên nha. Đó, mấy người trúng nha. Nam tà nè. Nam tà rồi cái đây là 31 nữa nè. Cũng Phú Yên mà 31 đào nha anh chị. Này 31 đào nè. Thấy không? 31 đào nè. Rồi. 31 nữa nè. Ha. Rồi. 509 nè. Ha, 509 tiếp nha anh chị. Rồi 31 nè. Đó. Rồi 31 nữa nè. Thấy không? 31 nữa nè. Đó, 31 để tính cái máy tà 31 là cái đào tiên nha chị, số đào nha. Đó, 1 tà, 2 tà, 3 tà đó, đi ngay tà 31 là 3 tà, 4 tà, 4 tà nha anh chị. Rồi, 4 tà 31, 5 tà 31, đó, 5 tà 31 đây, 5 tà 31 là 500 rồi đó, 500, đó, cái đây nè, anh chị, 200, 400 nè, 600 nè, 800 nè, đó, 1 triệu nè, 1 triệu 2 nè. Đó là 2 triệu á nha anh chị. Ủa? À, triệu 2 của Nam là triệu 7 xin lỗi, triệu 7 nha anh chị. Thấy không? Đó, 700.000. Đó, Phú Yên ngày 6 tháng 5 2024. Đó nha anh chị, 31 mà 507. Đó, 509, đó 509 xin lỗi. Rồi. Đó nha anh chị, đó là 1 triệu 7 hết nha anh chị. Đó, còn cái đây nữa nè, trúng đây nữa nè anh chị. Trúng em kèm nè. Việc lốt đây việc lốt đây 50.000 thôi. Đó, việc lốt nha ngày 4 tháng 5 nè. Đó, này chỗ này trúng nha anh chị. Chúng hình như 55 49 27 vô đây nè, 50.000 nè anh chị. Còn cái đây nè, hai tài trúng Quang Ngãi nữa nè, Quang Ngãi mình trúng đó nè anh chị, Quang Ngãi hai tài nữa nè, số 14 nè, số 14 Quang Ngãi ngày 4 tháng 5 2024 nè, Quang Ngãi nè 14 hai tài nữa anh chị. Đó, hai tài nữa là hai tài hồi nãy là triệu 7, hai tài nữa triệu 9 nha anh chị. Triệu 9 cái này 50 nữa, triệu 9 50 nha anh chị, trúng rất là nhiều nha. Nào, cảm ơn quý vị đã xem video của em, chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị video sau nha.